Cuối bản tin là một số thông tin về tình hình thời tiết trong nước. Trước diễn biến phức tạp của báo số 3, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nhận định hai kịch bản có thể xảy ra, đặc biệt với cả hai kịch bản, đất liền các tỉnh miền Bắc nước ta đều sẽ có mưa lớn theo các mức độ khác nhau. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 3 là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh, vào 10 giờ sáng ngày 24 tháng 8, tâm bão trên khu vực phía đông bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 450 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 170 km tính từ tâm bão. Theo ông hưởng, kịch bản thứ nhất có khả năng cao nhất hiện nay xác suất khoảng 80% là bão sẽ di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, sau đó di chuyển theo Tây Tây Bắc đi vào khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Cụ thể với kịch bản này, trong 24 giờ tới, tính từ 10 giờ sáng ngày 24 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, tâm bão trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 270 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 12, 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km h Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông và phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, 8, sâu tăng lên cấp 9, 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 m biển động dữ dội. Khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ từ ngày 25 tháng 8 gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Trên đất liền từ chiều ngày 25 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm, thanh hóa 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Ngoài kịch bản trên, kịch bản thứ hai có thể xảy ra với bão số 3, xác suất khoảng 10 đến 20% là bão sẽ đổ bộ phía Bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, Vịnh Bắc Bộ và đất liền các tỉnh miền Bắc nước ta sẽ chịu tác động mạnh hơn của bão số 3 với mưa lớn gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó với mưa bão kéo dài trong những ngày tới, người dân nên theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nếu quý vị có bất cứ ý kiến gì muốn chia sẻ hãy để lại ngay dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại